Điện hạ có một lượng lớn nhân mã đang chạy về phía cái phương hướng này. Có quy mô cực kỳ to lớn, ngay xong cái tin tức này, thái tử Hoành Sương tự nhiên cũng đã hiểu được, hành tung của hắn đã bị phát hiện. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ thật to liền truyền đến từ nơi xa, sau đó chỉ nghe thấy từng tiếng gầm thét trùng trùng điệp điệp mà đến, ở bên trong tiếng gầm thét mang theo khí kình giống như gió bão hóa thành bốn cột chân không gieo rắc sự sợ hãi, những đám mây trắng trên trời bị đánh tan toàn bộ, trong lúc mơ hồ, cũng đã khóa chặt trầm ngọc cốc. Lại có một tiếng nổ vang lên, ở đường chân trời xuất hiện ánh lửa ngút trời, phẳng phất như là có bốn khỏa mặt trời dâng lên từ đường chân trời vậy. Trực tiếp xuyên qua trận pháp mà đám người thái tử Hoành Dương bố trí ở bên ngoài trầm ngọc cốc, mạnh mẽ đánh ra một con đường thẳng tắp, loại vĩ lực kia, không thể nghi ngờ là đã vượt qua cảnh giới tiên thiên. Là võ đạo tông sư của thuần dương cung quả nhiên là đã đến rồi sao, theo con đường được mở ra, từng đạo từng đạo khí tức liên tiếp phóng lên tận trời, có hậu thiên viên mãn, có luyện tinh hóa khí, có luyện khí hóa thần, có luyện thần phán hư, còn có hợp đạo tôn giả, khí tức của hơn vạn người hội tụ vào cùng một chỗ, ở bên trên thanh thế thậm chí là còn muốn vượt qua võ đạo tông sư, biến thành một lớp mây đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tiến quân Tất cả mọi người đều xông lên cho ta, triệt để phong tỏa mảnh khu vực này, một người cũng không cho phép chạy đi. Sau khi trở về tất cả mọi người đều sẽ được ghi công lớn, sư huynh ta sẽ tự móc tiền túi, cho mỗi người một nghìn điểm cống hiến. Ngày vậy biển người liền mãnh liệt xông tới. Trần Khuynh Địch mặc toàn thân áo đen, chặt hai tay ở sau lưng, đi ở phía trước nhất đội ngũ tìm kiếm, đi từng bước một về phía đám người thái tử Hoành Sương. Mà ở phía sau lưng hắn thì là bốn lão nhân võ đạo tông sư toàn thân cao thấp chảy xuôi cường khí ở phía sau bốn lão nhân này thì là 20 vị hợp đạo tôn giả, đại bộ phận đều là lão nhân, một số nhỏ thì có bộ dáng nam tử tráng niên. Ở phía sau nữa thì chính là võ giả luyện thần phản hư, thậm chí là luyện khí hóa thần, luyện tinh hóa khí, hậu thiên đại viên mãn, từng tầng lớp lớp. Nhìn cái đội hình to lớn này, khoái mắt của thái tử Hoành Dương có một chút co lại. Chào chư vị, để ta giới thiệu một chút, đây đều là các huynh đệ thuần dương cung của ta. Trần Khuynh Địch quét ánh mắt nhìn qua Thái tử Hoành Dương, đàn chủ nhật Nguyệt đàn Sùng Minh, Tào Công Công, cuối cùng rơi vào trên kết giới to lớn ở Trung ương trong Ngọc Cốc. Nhìn thấy kết giới vẫn hoàn hảo, không có một chút tổn hại, Trần Khuynh Địch không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đã lâu không gặp, Trần Khuynh Địch, Thái tử Hoành Dương lạnh lùng mở miệng, cũng không hề bối rối, ngư khí vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ. Không có việc gì quay ánh mắt lại, Trần Khuynh Địch nhích nhích miệng mỉm cười, nụ cười ở trên mặt lộ ra ánh nắng phi thường sáng lạn. Bởi vì thời gian là có hạn, cho nên ta liền nói thẳng, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Một câu nói đơn giản, lại lập tức bốc lên hàn phong lạnh lẽo, vô luận là Thái tử Hoành Dương, đàn chủ nhật Nguyệt đàn Sùng Minh, Tào Công Công, hay là Gia La, đều cảm thấy lạnh cả người. Mà khiến cho bọn hắn trở nên nghiêm túc chính là Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ là có năng lực làm được điểm này không nói đến những cái khác chỉ là bốn vị võ đạo tông sư ở phía sau trần khuynh địch đã không đơn giản mặc dù nhìn qua đều giống như là võ giả huyết khí suy bại dần dần già đi nhưng dù sau đó cũng là người của thuần dương cung dựa vào một thân võ công còn chưa tới mức không thể đánh thậm chí nếu như đánh thật còn không chắc là bên nào sẽ chiến thắng chớ đừng nói chi là còn có trần khuynh địch đối mặt với sát ý của trần khuynh địch thái tử hoành dương tỉnh táo nói ra trần khuynh địch chẳng lẽ ngươi không muốn biết là những sư muội kia của ngươi ở nơi nào hay sao? Chẳng phải là ở chỗ đó hay sao? Trần Khuynh Địch nhìn liếc qua Trầm Ngọc Cốc, nhưng thật bất ngờ, Thái tử Hoành Dương lại phun ra một câu, ở trong đó chỉ có hai người mà thôi, nếu tư liệu mà ta thu thập được không sai, ở trong đó chỉ có một người có quan hệ với ngươi. Chính là biểu muội của ngươi và Phật môn huyền Lưu Ly, còn Dương Xuân và một người khác cũng không có ở trong trầm ngọc cốc. Huyền Lưu Ly, các ngươi cũng dám động vào đệ tử Phật môn. Trần Khuynh Địch dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn về phía Thái tử Hoành Dương, ít nhiều cũng sinh ra mấy phần kính ý đối với đối phương, tên gia hỏa này thật là hung hãn. Mọi người đều biết, ở bên trong mười đại thánh địa võ đạo Trung Nguyên, hai mạch đạo Phật không thể nghi ngờ là mạnh nhất, mà đại chu sau này nếu muốn nhập chủ Trung Nguyên, thì nhất định phải cân nhắc ý kiến của hai mạch này, mà ở bên trên cái cơ sở này, Thái tử Hoành Dương lại còn dám xuất thủ đối với người của Phật Môn, lại còn là loại đệ tử như Huyền Lưu Ly, thật sự là quá can đảm nhìn thần sắc của Trần Khuynh Địch, Thái tử Hoành Sương liền biết là đối phương nhất định đã hiểu lầm, nói đùa. Một thế lực lớn như Phật Môn, hắn làm sao lại đi trêu chọc? Nhưng có trời mới biết là vị huyền lưu ly kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vừa nghe hắn nói muốn động thủ với ba người Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Lạc Tương Tư, liền lập tức giống như là phát điên, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản hắn, làm cho hắn không thể xuống đài được hơn nữa nếu như không phải là do huyền lưu ly mà nói mấy người trần tiêm tiêm hiện tại đã sớm bị hắn bắt giữ nếu là như vậy bản thân hắn lại làm sao sẽ rơi vào tình cảnh quẫn bách như bây giờ hít vào một hơi thật sâu sau khi đè ép bực bội ở trong lòng thái tử hoành sương mới nói ra lần thứ hai ở bên trong trầm ngọc cốc chỉ có trần tiêm tiêm cùng với huyền lưu ly còn dương xuân và một người khác thì đã đào tàu nửa đường so với việc dây dưa cùng với chúng ta đi tìm tung tích của các nàng mới là chuyện trọng yếu hơn trần khuynh địch Dương Xuân cùng với Lạc Sư Muội. Nếu ta nhớ không lầm, vào thời điểm các nàng chạy trốn đều đã bị thương nặng, nhất là người đi theo Dương Xuân, ta đã tự tay vỗ một trường lên bên trên đan điền của nàng. Hiện tại chỉ sợ đã biến thành một phế nhân, lấy dung mạo của nàng, nếu như biến thành phế nhân, chỉ sợ là sẽ rơi vào nguy cơ sớm tối. Nhìn sắc mặt của Trần Khuynh Địch dần dần biến hóa, trên mặt của Thái tử Hoành Sương lộ ra một nụ cười lạnh. Đây đương nhiên là lừa gạt Trần Khuynh Địch rồi nói đùa đám nữ nhân kia không biết làm sao lại mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của thái tử hoành dương hắn đành phải đích thân xuất thủ cuối cùng cũng chỉ đánh cho hai người dương xuân cùng với lạc tương tư một người một trường bộ vị vỗ chúng cũng là cánh tay và bà vai trọng thương là nhất định có thể trọng thương các nàng nhưng nếu muốn biến các nàng thành phế nhân là không có khả năng bất quá thì dù sao trần khuynh địch cũng không biết trước tiên dọa đối phương một cái nhiễu loạn tinh thần của đối phương nếu như đối phương quan tâm sẽ chủ động từ bỏ liều mạng với hắn nếu đối phương lựa chọn mang theo huyền lưu ly cùng với trần tiêm tiêm rời đi mà nói vậy thì tất cả đều vui vẻ mà trần khuynh địch quả thật là cũng đã bị lời nói này làm cho dao động dường xuân là không cần phải lo lắng dù sao thì nàng cũng là nhân vật chính nhưng lạc tương tư thì lại không phải nhất định phải nhanh chóng tìm được hai nàng ta đã biết chỉ thấy Trần Khuynh Địch nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta biết là thời gian rất cấp bách, cho nên, các ngươi hãy chết đi, gầm lên giận dữ như sét đánh, Trần Khuynh Địch trực tiếp dùng một cước đạp vỡ mặt đất dưới chân, giống như mũi tên liền vọt tới trước mặt thái tử Hoành Dương trong chớp mắt, nâng cao đôi thiết quyền, cường khí vàng ống sôi trào mãnh liệt, vẽ một vòng cung vàng ống có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở trong không khí, đập về phía đỉnh đầu của thái tử Hoành Dương. Quyền chưa đến, ý đã tới, quyền ý ngập trời áp xúc thành một điểm giống như là thái sơn áp đỉnh vậy một mực khóa chặt thái tử hoành dương dù là lấy tu vi của hắn cũng cảm thấy thân thể bị hãm sâu vào vũng bùn hô hấp không lưu loát trong tầm mắt chỉ còn lại đôi thiết quyền kia trong lúc nhất thời vậy mà không để nổi một điểm khí lực tiếng xây gió chói tai theo nhau mà tới nổ vang ở bên tai của hắn khiến cho tai mắt đau nhức kịch liệt đến rất tốt ở dưới một quyền này của trần khuynh địch thái tử hoành xương trợn hai mắt lên, ẩn ẩn có tơ máu hiện lên, trong chớp mắt xông phá sự phong tỏa của quyền ý. Đồng thời dâng trào cương khí toàn thân trên dưới, một đầu hắc sắc thần long bảy sừng gào thét mà ra, theo hai tay của hắn kết ấn. Hắc sắc thần long cũng dương nanh mùa vuốt đón nhận thiết quyền của Trần Khuynh Địch. Sau đó hắc sắc thần long liền bị đánh nổ. Đúng là như vậy, hạc sắc thần long dương nanh mùa vuốt trực tiếp bị một quyền của Trần Khuynh Địch đánh xuyên qua đầu, sau đó từ đầu rồng đến eo rồng, cuối cùng đến nuôi rồng. Toàn bộ đều bị một quyền của Trần Khuynh Địch đánh nổ tung, hóa thành hạt cương khí màu đen bắn ra bốn phía hai người, xuyên thủng mặt đất. Hừ, thái tử Hoành Dương lui về phía sau, sắc mặt có một chút khó coi, lại phóng ra một cỗ cương khí màu đen, lần thứ hai hóa thành một đầu hắc sắc thần long vần quanh người. Quả nhiên, tin tức ngươi giết một vị võ đạo tông sư tại Ung Châu Đạo mà trước đó ta nhận được là sự thật, xem ra so với lúc ở Viêm Hàn Quốc ngươi đã có tiến bộ rất lớn, không hổ là địch nhân mà ta công nhận ta là địch nhân của ngươi, ngư khí của Trần Khuynh Địch lập tức chọc giận thái tử Hoành Dương, chỉ thấy hắn vặn vẹo thân hình, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, nâng cao đùi phải. Bày ra một cái tư thế kỳ quái, mà gần như đồng thời, cường khí màu đen như sông lớn không ngừng gào thét mà ra từ trong cơ thể của hắn, bao phủ thân thể của hắn. Ông một tiếng. Đại điện nứt toác, một tràng tiếng xương cốt nứt vỡ truyền ra từ trong cơ thể của thái tử Hoành Dương, vảy rồng màu đen rậm dạp chẳng chịt không ngừng mọc ra từ dưới làn da của hắn dày đặc giống như là áo giáp, hai tay hai chân dần dần biến hình, hóa thành hai cặp trảo rồng, mặt mày méo mó, một đôi sừng rồng sắc bén nhô ra từ đỉnh đầu, toàn thân cao thấp, mỗi một cái vảy rồng, mỗi một khối huyết nhục, thậm chí là mắt rồng, râu rồng, trảo rồng, đuôi rồng, mọi thứ vậy mà đều sinh động như thật. Theo đó còn có một cỗ long khí trùng trùng điệp điệp, nồng đậm đến cực điểm, cao quý không tàn nổi, phẳng phất như là một con hắc long có thân thể máu thịt thật sự giáng lâm đến thế gian hét dài một tiếng, hắc long ngẩng đầu, tiếng long ngâm trùng trùng điệp điệp, quét sạch bát phương. Đến đây, Trần Khuynh Địch, tiến bộ của ta so với lúc ở viêm Hàn Quốc cũng không chỉ có một bậc, ta sẽ cho người biết cái gì là bí thuật hóa long của đại chu chúng ta. Nhìn thái tử hoành xương hóa thành một con hắc sắc thần long, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một vòng đỏ như máu. Từ sau khi đi đến Tây Cương Đạo, hắn có thể nói là mọi chuyện đều không thông thuận còn chưa cứu được phượng tiên sư muội đã bị người khác chơi xỏ kết quả là dẫn đến việc ba người dương xuân trần tiêm tiêm lạc tương tư đều bị tập kích mà huyền lưu ly lại tới dây dưa với bản thân hắn làm cho hắn hết sức bực bội nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều khắc chế bản thân không ra tay đánh nhau với tần kiền hoàng hiền lặng nhẫn nại sự ngang ngược của huyền lưu ly cũng không có xuất thủ đối với lạnh huyết lòng mang ý đồ xấu hắn đã sớm chịu đựng đủ rồi coi như là người suối quẩy, địch nhân của ta. Không cái gì thái tử, mau tới đây. Ta tên là Hoành Dương. Cơ Hoành Dương. Tốt xấu gì thì cũng phải nhớ tên của ta chứ, đang chết. Chiến đấu từ lúc vừa mới bắt đầu đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Thái tử Hoành Dương hóa thân thành hạc sắc thần long, chỉ là đầu rồng thì đã có kích thước lớn bằng cả người trần khuyên địch, chảo rồng càng là hết sức to lớn, khí tức sắc bén xé rách hư không. Cái đuôi rồng to lớn nâng lên, phẳng phất như là trụy công thành vậy, vùng vẩy một cái liền giống như là một ngọn núi nhỏ sụp đổ, mang theo lực đạo vô cùng kinh khủng. Mà Trần Khuynh Địch thì cũng không yếu thế một chút nào, hai mắt bắn ra thần quang, vô lượng quang như lai thâm tàng trong cơ thể, từng đạo từng đạo Phật quang thẩm thấu ra từ da thịt của hắn, hóa thành từng đạo từng đạo phạn văn in lên trên người, sau đó chính là oanh ra từng quyền, mạnh mẽ va chạm cùng với cơ thể thần long của Thái tử Hoành Dương hắc sắc thần long nhìn qua vô cùng to lớn, nhưng lại hoạt động linh hoạt ngoài ý liệu, hơn nữa thái tử Hoành Sương hiển nhiên đã quen thuộc với việc dùng cơ thể thần long để chiến đấu. Vào thời điểm đánh cận chiến cũng không kém Trần Khuynh Địch một chút nào, nương tựa theo lực lượng cùng với sức khôi phục của cự long, hoàn toàn là lấy lực áp người, mà Trần Khuynh Địch thì là uyển chuyển tung người, vần quanh hắc sắc thần long, không ngừng ra chiêu, một thân quyền ý càng là không ngừng biến hóa đôi thiết quyền thỉnh thoảng chập ngón tay lại đâm ra hóa thành lợi kiếm ngút trời thỉnh thoảng dựng thẳng trưởng thành đao chảm xuống phát ra lôi minh cuồn cuộn thỉnh thoảng vung tay như trường thương đâm ra một thương lôi đình vạn quân thể công liên tiếp ở trên tay của trần khuynh địch cơ hồ là được phát huy ra không có một chút dừng lại nào trọng yếu hơn chính là quyền ý của hắn cũng không ngừng biến hóa theo chiêu thức khác biệt vào thời điểm chập ngón tay thành kiếm quyền ý liền biến thành sắc bén như kiếm Phẳng phất như có thể đâm xuyên tinh thiết vào thời điểm dựng thẳng trưởng thành đao quyền ý liền trở nên vô cùng bá đạo một đao chạm xuống không có ai có thể ngăn cản vào thời điểm vung tay như trường thương quyền ý liền biến thành tiến tới không lùi mang theo chiến ý ngập trời đủ loại ý cảnh được tùy ý diễn hóa ở dưới quyền ý của trần khuynh địch hạ bút thành văn quá trình nối tiếp ở giữa các loại ý cảnh càng là hết sức trôi chảy Vân quanh Thái tử Hoành Dương liên hoàn đánh ra, quả thực là có thể chống đỡ được lực lượng kinh khủng của Thái tử Hoành Dương sau khi hóa thân thành thần long, thậm chí là đánh cho Thái tử Hoành Dương không kịp nhìn, căn bản là không kịp hoàn thủ. Trưởng đao đánh tới, cạo xuống từng cái từng cái vảy rồng, thái tử Hoành Dương phát ra tiếng gầm, chỉ thấy hắc sắc thần long gầm một tiếng, vảy rồng toàn thân nhất thời dựng thẳng mà lên. Sau đó vậy mà bỗng nhiên nổ tung, vô số vảy rồng phẳng phất như là súng máy vậy bắn phá ra bốn phương tám hướng. Trần Khuynh Địch không kịp né tránh, lại đấm ra một quyền, đánh nát đại đa số vảy rồng ở trước mặt, mà một bộ phận vảy rồng còn dư lại rơi vào trên người của hắn. Lại không thể đâm xuyên thân thể của hắn, mà trực tiếp găm vào trên người của hắn, bị phạn văn hộ thể ở khắp người ngăn cản. Rút lui về sau mấy bước, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu, không thể không thừa nhận, tên hồng cái gì thái tử này thực sự là rất lợi hại. Không nói đến những cái khác, chỉ là chiêu bí thuật hóa long này đã là cực kỳ khó đối phó, sau khi hóa thân thần long cơ hồ là không có nhược điểm. Công kích nguyên thần của hắn bị một đôi mắt rồng vàng óng hoàn mỹ ngăn lại, so đấu nhục thân, cơ thể thần long của đối phương cũng không phải là giả, mà so đấu cương khí, cũng bị đối phương dùng long khí triệt tiêu, không có một chút nhược điểm nào. Đại chu đến cùng vẫn không hổ là hoàng thất trung nguyên vào ngàn năm trước kia, mặc dù bây giờ đã xa sút nhưng hàng thế Long Vương chân kinh được truyền thừa xuống vẫn là cấp bậc tuyệt thế thần công, mà ở trong tay của thái tử Hoành Dương, lực lượng của hàng thế Long Vương chân kinh càng là được phát huy đến cực hạn, đã cường đại đến trình độ cực hạn, nếu như cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, chỉ sợ là phải mất hơn 300 chiêu mới có thể quyết định thắng bại, bất quá Trần Khuynh Địch cũng không có ý định tiếp tục chiến đấu như vậy. "Hệ thống, đốt tam vị chân hòa lên cho ta." "Tích, hệ thống nhắc nhở, ký chủ chắc chắn chứ?" Chắc chắn, Trần Khuynh Địch vừa mới trả lời ở trong lòng xong, đã cảm thấy một cỗ cảm giác nóng rực khó tả truyền đến từ sâu trong đan điền, sau đó hắn liền phát hiện ra, bên trong ba khu nhân thể quan khiếu, trái tim, thận, khí hải của hắn, tinh khí vô tận bị rút ra bên ngoài, trực tiếp tràn vào hạt giống chân hòa ở trong đan điền, quanh tam vị chân hòa được đốt lên. Đương nhiên, đây cũng không phải là tam vị chân hòa cấp thiên, đó là đồ vật mà chỉ có võ giả cảnh giới Hỏa luyện Kim đan mới có thể trải qua. Tam vị chân hòa đang thiêu đốt ở trong đan điền của Trần Khuynh Địch, là hỏa diễm cấp phàm, cũng không phải là lấy từ thiên địa mà là lấy từ nhân thể bản thân, nhưng cho dù vậy, nhiệt lực của nó cũng là vô cùng khủng bố, bất quá đây chính là thứ mà Trần Khuynh Địch cần. Tam vị chân hòa cháy hừng hực, vô lượng quang như lai tọa trấn trong cơ thể, song phương tạo thành một loại cân bằng kỳ diệu. Tới đây, lại tiếp thêm một quyền của ta, Trần Khuynh Địch ngưng tụ tinh, khí, thần bên trên đôi thiết quyền giấy lên tam vị chân hỏa vàng óng, huyết khí, cường khí, nguyên thần hợp thành một, hóa thành một chữ giết to lớn, được Trần Khuynh Địch nắm chặt ở trong tay, một quyền đấm ra, sát khí như biển, muốn triệt để nuốt hết thái tử hoành xương hóa thân thần long. Sạp, ở bên trong hắc sắc thần long, thái tử hoành xương nhìn thấy một quyền này của Trần Khuynh Địch, sắc mặt lập tức kịch biến, trực tiếp cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào trên hai mắt của hắc sắc thần long trong chớp mắt giống như là vẽ dòng điểm mắt toàn bộ cự long dãy ruộng một cái khí tức vậy mà lại tăng thêm ba thành hỏa diễm vàng óng quấn quanh toàn thân trần khuynh địch còn có thái tử hoành xương hóa thân thần long hai người đều xuất ra lá bài tẩy va chạm vào nhau cường khí nổ tung trực tiếp xé rách cây côi chung quanh nhấc lên bụi đất đầy trời ở trung tâm va chạm càng là xuất hiện một cái hố to mấy chục thước sau đó chỉ thấy một bóng người bắn ra từ bên trong bụi mù lui lại vài chục bước mới có thể dừng lại đó là thái tử hoành dương bụi mù tán đi trần khuynh địch nhanh chân đi ra từ bên trong cái hố hỏa diễm vàng óng quấn quanh toàn thân vẫn đang thiêu đốt hừng hực như cũ hoàn toàn không có xu thế tiêu tán mà khí thế của bản thân hắn càng là đang không ngừng dâng lên cùng với thái tử hoành dương ở phía đối diện lộ ra sắc mặt trắng bệch rõ ràng là đã bị nội thương là không thể so sánh làm sao có thể những người khác còn không biết nhưng tào công công biết rõ thực lực của thái tử nhà mình là người đầu tiên lên tiếng kinh hô hắn có thể xác định trần khuynh địch cùng với thái tử nhà mình đều là có cảnh giới hợp đạo tôn giả vốn dĩ hắn còn cho rằng song phương là kình địch sẽ biến thành cục diện đánh ngang tay nhưng nhìn cái bộ dáng này thái tử nhà mình thế mà lại bị đánh bại mà khí tức của trần khuynh địch còn đang không ngừng dâng cao chẳng lẽ là lâm trận đột phá trong lúc nhất thời ở trong lòng của Tào Công Công hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng hội tụ thành một cái, phải giết người này. Lên, thanh âm thế thế vang vọng, mà gần như đồng thời, Tào Công Công, đàn chủ nhật nguyệt đàn sùng minh, còn có Gia La làm phản. Chọn vẹn ba vị võ đạo tông sư gần như đồng thời xuất thủ đánh về phía Trần Khuynh Địch. Ha ha ha, đến rất tốt, Trần Khuynh Địch cười ha ha, một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra từ tam vị chân hỏa đốt tam vị chân hòa cũng không phải là không cần phải trả giá, hiện tại trên toàn thân cao thấp của hắn đều tràn đầy lực lượng tam vị chân hòa. Cố lực lượng này đang không ngừng tẩy luyện nguyên thần của hắn, rèn luyện thể phách của hắn, khiến cho hắn nâng cao một bước, nhưng nâng cao quá cũng hóa dở. Theo việc tam vị chân hòa càng ngày càng lớn mạnh, nếu như không có cách nào ngăn chặn, vậy thì tam vị chân hòa sớm muộn cũng sẽ đốt trần khuynh địch thành cho bụi. Mà Trần Khuynh Địch sở dĩ xuất chiến một mình mà không để cho các sư huynh đệ ở phía sau tiến lên chính là vì mượn nhờ đám người thái tử hoành xương ngăn chặn lực lượng tam vị Chân Hòa. Đến thời điểm tam vị Chân Hòa bị áp chế, Trần Khuynh Địch sẽ dựa vào phương pháp trên một trang cuối cùng của Tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của Tông Sư, Nhật cử đột phá đến võ đạo Tông Sư. Tục ngữ đã nói, Ngọc không thể được tạo ra mà không có công cụ, chỉ có dùng liệt hỏa mới có thể luyện được vàng thật. Trần Khuynh Địch chính là muốn dùng ngọn lửa mãnh liệt nhất này, luyện bản thân thành một khối vàng thật vạn kiếp bất phôi. Nếu không thì làm sao xứng đáng với các sư huynh đệ thuần dương cung bởi vì hắn mà lặn lội đến đây, làm sao xứng đáng với nghĩa phụ tiện nghi đã dung túng cho hắn làm loạn. Tào Công Công, Gia La, Đàn Chủ Nhật Nguyệt Đàn Sùng Minh, chọn vẹn ba vị võ đạo tông sư đồng thời xuất thủ, đánh ra ba đạo công kích khác nhau, hoặc lạnh bút thấu xương, hoặc nóng rực như lửa hoặc âm dương kết hợp lại, trong chớp mắt liền rơi xuống trước mặt của Trần Khuynh Địch, cường khí ngập trời phong tỏa không gian, cơ hồ là muốn tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm. Cường khí chấn động lục phủ ngũ tạng, trực tiếp nện ở trên người của Trần Khuynh Địch, lập tức phá hủy hơn phân nửa phạn văn vàng óng ở trên người của hắn, cả người liên tục lùi lại mấy bước. Trực tiếp phun ra một ngụm máu nóng, sắc mặt càng là trở nên trắng bệch thêm mấy phần, ngay cả tam vị chân hòa đang cháy hương hực ở trong cơ thể cũng đều bị đè nén. Bất quá nhìn thấy một màn này, Trần Khuynh Địch không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lỗ chân lông trên toàn thân của Trần Khuynh Địch đều đang phun ra khí huyết, thần quang trong hai mắt càng thêm nồng đậm, thế mà vẫn không hề có ý tứ lui về phía sau, mà là nhanh chân hướng về phía trước đón lấy công kích của ba vị võ đạo tông sư, thôn phệ hết cương khí của bọn hắn, chuyển đổi thành âm dương chi khí màu trắng đen, vần quanh người của Trần Khuynh Địch. Đây chính là thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết môn tuyệt thế thần công này nhìn qua bình thường không có gì lạ, chỉ có thể hấp thu âm dương chi khí trong thiên địa, nhờ vào đó để tăng cao tu vi. Nhưng khi dùng trong chiến đấu lại có dự dụng vô tận, không nói đến những cái khác, thiên địa bất quá chỉ được phân chia thành âm dương. Ở trước mặt môn ma công này, cường khí của ngàn vạn võ học đều có thể hóa thành âm dương chi khí. Sau khi hấp thu còn có thể bổ sung cho bản thân, bây giờ được Trần Khuynh Địch thi triển ra, quả thực là có thể đón đỡ công kích của ba vị võ đạo tông sư, cả người tiến về phía trước thôn phệ tất cả công kích. Đây là muốn dùng chúng ta để làm đá mài đao. Hấp thụ cương khí của chúng ta rõ ràng là một môn cái thế ma công. Ta ngược lại muốn xem thử hắn có thể chống đỡ tới khi nào trong ba người tạo công công xuất thân từ Đại Chu, một thân tu vi là hùng hậu nhất giữa lúc giơ tay nhấc chân. Hàn khí lạnh buốt thấu xương tàn ra thậm chí còn không kém hơn cương khí gió tuyết của Minh vô nhai ngày xưa, cương khí quét tới. Cơ hồ là ở trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân cao thấp của Trần Khuynh Địch muốn đồng cứng hắn thành tượng băng, mà Gia La thì xuất thủ ở một bên khác, ở trong tay đốt lên một đoàn thánh hỏa, vỗ ra một trường chính là hỏa diễm ngập trời. Đàn chủ nhật nguyệt đàn sùng minh duỗi hai tay ra, mỗi cánh tay đều hiện ra huyễn ảnh nhật nguyệt, vậy mà lại có bộ dáng giống như là thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết của Trần Khuynh Địch. Huyễn ảnh nhật nguyệt kết hợp với cương khí của Tào Công Công cùng với Gia La, khiến cho cường độ nóng lạnh tăng thêm một cấp độ, đúng là đã kết hợp một cách hoàn mỹ, một đòn oanh ra. Quy lực lại tăng thêm một cấp bậc mà ở một bên khác, Thái tử Hoành Dương thì bước ra một bước, vậy mà hóa thân thành hạc sắc thần long lần thứ hai, lao về phía Trần Khuynh Địch. Thần làm đại chu Thái tử, cơ Hoành Dương mặc dù rất hy vọng có thể ở dưới tình huống đơn đã độc đầu chiến thắng Trần Khuynh Địch, nhưng hắn cũng không phải là người cổ hủ. Hiện tại hắn đã không đánh lại Trần Khuynh Địch, mà càng quan trọng hơn không phải là chiến ý của bản thân, mà là thoát khỏi quẫn cảnh hiện tại, cho nên liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc nhất thời, Trần Khuynh Địch trực tiếp rơi vào nguy cơ sinh tử bị bốn vị võ đạo tông sư vây công. Là lúc này, Trần Khuynh Địch trợn hai mắt lên, hai tay bỗng nhiên kết ấn, thiên địa làm lô, tọa hóa làm công. Ông Dương làm than củi, vạn vật làm đồng. Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết được Trần Khuynh Địch thi triển một cách toàn diện, lấy ý chí của hắn, trực tiếp diễn hóa ra một đạo huyễn ảnh nhật nguyệt đan sen ở bên ngoài cơ thể cùng với một lô đỉnh to lớn tràn ngập âm dương chỉ khí đây là không để cho đám người thái tử hoành xương kịp phản ứng trần khuynh địch liền há mồm phun một cái hào quang lượn lờ đúng là trực tiếp phun ra một khỏa kim đan trên kim đan có đường vân tự nhiên ở phía trên có tam vị chân hỏa vô tận lượn lờ cứ thế mà mạnh mẽ va chạm cùng với công kích của đám người thái tử hoành xương phạt ra một tiếng tiếng nổ lớn như sét đánh sóng xung kích kinh khủng hất bay cây cối ở chung quanh lực phản chấn càng là đồng thời tác dụng ở trên người của trần khuynh địch cùng với đám người thái tử hoành xương xoạt 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 đám người thái tử hoành dương phi tốc lui lại mà trần khuynh địch cũng liên tục lùi lại mấy bước sắc mặt trở nên tái nhợt về phần hợp đạo kim đan ở trên đỉnh đầu của hắn đúng là đã âm ầm vỡ vụn muốn dùng chúng ta làm đá mài đao ngược lại còn mài gãy đao không biết tự lượng sức mình đám người tào công công lộ ra thần sắc lạnh lùng nhìn kim đan của trần khuynh địch tan vỡ trong mắt có mấy phần cười nhạo và lạnh lùng mọi người đều biết hợp đạo kim đan chính là điểm mấu chốt nhất quyết định xem võ giả có thể đột phá đến võ đạo tông sư hay không kim đan vỡ vụn hậu quả so với đan điền phá toái cơ bản là không có gì khác biệt đều là bị phế bỏ nói một cách khác bây giờ trần khuynh địch đã bị phế nhưng mà khiến cho sắc mặt của mọi người biến hóa là kim đan rõ ràng là đã vỡ vụn khí thế của trần khuynh địch lại không có một chút biến hóa nào ngược lại còn dẫn dắt mảnh vỡ kim đan quay chung quan đỉnh đầu của hắn, tam vị chân hòa trên toàn thân cao thấp càng là thiêu đốt thêm kịch liệt. Giả thần giả quỷ, Gia La là người thứ nhất hô lớn, trực tiếp vọt tới trước mặt Trần Khuynh Địch đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, muốn dùng một trường đánh ngất Trần Khuynh Địch. Bất quá không đợi hắn vỗ ra một trường, một bàn tay già nuôi liền ló ra, vỗ nhẹ nhẹ ở trên tay của Gia La, một cỗ đại lực tràn trề chợt truyền đến, nhật thời vỗ bay hắn ra bên ngoài. Hử! thiếu tông chủ đang đột phá, các ngươi cứ đứng đó ngoan ngoãn nhìn là được rồi. Ở phía sau Trần Khuynh Địch, bốn vị lão nhân thuần dương cung bước ra, mặc dù nguyên một đám đều đã rơi vào giai đoạn khí huyết suy bại. Thế nhưng khí tức nóng rực như mặt trời lại vẫn cường thịnh như cũ, trực tiếp ngăn cản đám người tào công công, khóa cứng bốn phương hướng đông, tây, nam, bắc, khiến cho bọn hắn không thể nhúc nhích. Mà ở một chỗ khác, 20 vị hợp đạo tôn giả khác thì cấp tốc đi ra, vừa thôi động cương khí đưa vào thể nội của Trần Khuynh Địch, vừa không ngừng lấy ra đủ loại linh dược, thi thể yêu thú. Còn có đan dược tràn ngập hương khí, không ngừng đánh vào lô đỉnh âm dương do Trần Khuynh Địch ngưng tụ ra. Nhìn thấy một màn này, đám người còn chưa nhìn ra được hay sao. Trần Khuynh Địch rõ ràng đã coi bọn hắn là đá mài đao để dùng. Hơn nữa ghê tầm nhất chính là, tên gia hỏa này ở bên ngoài là lấy một địch bốn, nhìn qua hết sức phóng khoáng. Tràn đầy dáng vẻ cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn đột phá ở trong sinh tử, nhưng trên thực tế lại là dựa vào một đám tiểu đệ ở đằng sau chỉ cần đám tiểu đệ cảm thấy nguy hiểm liền trực tiếp sống tới. Cái gì mà liệt hòa luyện vàng thật, tất cả đều là tán dốc. Đừng hốt hoảng, Thái tử Hoành Dương là người phản ứng đầu tiên, giống to, chỉ là bốn lão già mà thôi, chúng ta cùng nhau xuất thủ, trước tiên xông phá vòng vây rồi lại nói, trong lúc nhất thời, Thái tử Hoành Dương, Tào Công Công, Sùng Minh, Gia La, bốn người liền quyết đoán xuất thủ, kịch chiến cùng với bốn vị lão nhân thuần Dương Cung mà đám đệ tử Nhật Nguyệt Đàn thì huyết chiến cùng với đám võ giả thuần dương cung, toàn bộ rừng cây ở bên ngoài trầm ngọc cốc, lập tức rơi vào một mảnh huyết tinh. Mà ở trên phiến chiến trường này, chỉ có vị trí mà Trần Khuynh Địch ngồi là vẫn bình tĩnh như trước. 20 vị hợp đạo tôn giả căn bản là không xuất thủ, trực tiếp hộ vệ ở bên cạnh Trần Khuynh Địch, hiệp trợ hắn đột phá. Huyệt linh lung, long cốt đằng, nhân sâm ngàn năm, đồng trùng hạ thảo, đủ loại linh dược được ném vào bên trong lô đỉnh, ngoài ra còn có đủ loại thi thể yêu thú, liệt sĩ hổ. Phi Kim Điêu, Phó Huyền Quy, Tam Túc Hoài Nha cũng được ném hết vào lô đỉnh. Ngoài ra còn có đủ loại thần đan, rượu dược, hoàng huyết đan, long nguyên đan, kỳ lân tán, toàn bộ đều là thần đan thượng phẩm tăng trưởng tu vi. Thậm chí còn có một bộ phận là đan vương cấp bậc kỳ chân, đồng dạng cũng là một khỏa lại một khỏa, phẳng phất như là không cần tiền vậy không ngừng được ném vào lô đỉnh. Tam vị chân hòa cháy hương hực, thân ảnh của Trần Khuynh Địch cũng dần dần trở nên hư ảo, thay vào đó thì là lô đỉnh sen lẫn âm dương màu trắng đen kia, ở bên trong đỉnh bốc lên hỏa diễm, dùng luyện linh dược, huyết nhục yêu thú, đan dược, phun ra nuốt vào âm dương chi khí ngập trời cùng với thiên địa nguyên khí. Nhìn thấy một màn trần nhiếp nhân tâm này, vô luận là ai, trong lòng đều không khỏi sinh ra một ý nghĩ như thế này, mẹ nó. Trần Dương cũng thật sự là một đám bại gia nhà giàu, thân là một nhân vật phản diện, sớm muộn gì cũng sẽ bị nhân vật chính giết chết. Trần Khuynh Địch vẫn luôn rất có ý thức nguy cơ, mặc cho dù tới nay hắn đều đang tránh sinh ra xung đột cùng với nhân vật chính, còn lôi kéo các nhân vật chính khác tới để làm hộ thân phù, nhưng mà hắn biết rõ, mặc kệ có trốn tránh như thế nào, đến cuối cùng thì vẫn chỉ có thực lực của bản thân mới là bảo hộ lớn nhất. Nếu như thực lực của bản thân không sánh bằng nhân vật chính, vậy thì bất kể như thế nào, đến cuối cùng thì vẫn có khả năng bị nhân vật chính tiêu diệt. Cho nên cho tới nay Trần Khuynh Địch đều cố gắng ma luyện bản thân. Tôi thiểu là ở cảnh giới hợp đạo tôn giả, Trần Khuynh Địch đã có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói, thực lực của hắn tuyệt đối đã đạt đến tiêu chuẩn của nhân vật chính. Lấy yếu khắc mạnh là chuyện không thành vấn đề. Nhưng tương tự, nếu như chỉ đạt đến cảnh giới võ đạo tông sư phổ thông, hắn không cảm thấy an tâm. Bởi vậy Trần Khuynh Địch không thể chỉ truy cầu đột phá đơn giản, hắn cần chính là loại đột phá đặc thù, có tiền đồ càng rộng lớn hơn, có thể so sánh cùng với nhân vật chính kia, là loại đột phá vượt mức bình thường, nằm ở bên trong, tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của Tông Sư. Quyển sách này là hắn lấy được từ bên trong bí cảnh Thuần Dương, đến từ tiền bối xuyên Việt, kỳ thư của Thuần Dương Đạo Tôn quả thật là rất bất phàm, nhất là tri thức có quan hệ đến đột phá Tông Sư nằm ở một trang cuối cùng ở trên trang cuối cùng thuần dương đạo tôn đưa ra một cái phương thức đột phá hoàn toàn mới mọi người đều biết võ đạo tông sư muốn đột phá đầu tiên là phải rõ ràng võ đạo của bản thân sau đó khắc sâu võ đạo lên phía trên hợp đạo kim đan của bản thân hai chuyện này thiếu một thứ cũng không được mà trạng thái trước đó của trần khuynh địch chính là đã rõ ràng võ đạo của bản thân nhưng lại không có nào khắc họa võ đạo lên phía trên kim đan ở trên cái cơ sở này muốn đột phá có hai loại biện pháp một loại là công phu mài sắt, chậm rãi sử dụng thời gian để mài, vậy thì sớm muộn là cũng có thể đột phá, nhưng loại đột phá này đối với Trần Khuynh Địch mà nói là thực sự quá mức bình thường. Một loại khác chính là phương pháp nằm ở bên trong, tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tổng sư, vứt bỏ con đường hợp đạo kim đan bình thường, xem nhục thân như là một khỏa kim đan để dung luyện, sau đó dung nhập võ đạo của bản thân hoàn toàn vào trong máu thịt, sâu vào tận xương tủy, hợp nhất nguyên thần, từ đó chế tạo ra một cỗ nhục thân khủng bố loại phương thức đột phá này cũng không phải là lấy hợp đạo kim đan nối liền với thiên địa ở bên ngoài, mà là trực tiếp đào móc bảo khối nhân thể, đào móc tiềm năng ở bên trong. Căn cứ theo suy tính của thuần dương đạo tôn, một khi thành công, đến lúc đó nguyên thần, cường khí, khí huyết sẽ dung hợp hoàn toàn, không phân biệt nữa, viên mãn không dò gì. Bất quá rủi ro của loại phương pháp này cũng viện siêu phương pháp bình thường. Không nói đến những cái khác, loại phương pháp này đầu tiên là cần phải đánh vỡ nát kim đan của bản thân, sau đó triệt để dung nhập vào bên trong nhục thân, sau đó lại cưỡng ép dung hợp nguyên thần, cường khí, khí huyết, triệt để dung luyện với nhau, đào móc tiềm năng trong nhân thể. Cái phương thức này là quá mức hung hăng, chỉ cần sơ sẩy một sẽ bị phế bỏ hoàn toàn. Cho nên mới cần không ngừng đầu nhập đủ loại linh dược chân quý, huyết nhục, đan dược, dùng những thứ này để duy trì thân thể không bị sụp đổ. Ầm ầm, theo thời gian trôi qua, khí tức của Trần Khuynh Địch càng trở nên cường thịnh. Đổ Linh tuyển vào, một vị hợp đạo tôn giả quát lớn, sau đó một người khác thì lấy ra một cái bình ngọc, đổ nước linh tuyền đỏ ngầu vào bên trong lô đỉnh âm dương. Đây là thuần dương linh tuyền đặc sản của thuần dương cung, vào thời điểm luyện đan sẽ được sử dụng, bây giờ được đổ vào trong lô đỉnh âm dương để tăng lớn sức lửa. Xoạt xoạt xoạt. Nhục thân dạn nứt, từng vết nứt lan tràn ra ở trên người của Trần Khuynh Địch thay vì nói là đang tu luyện đột phá, không bằng nói là đang luyện chế một quả đan dược hình người. Thân làm lô, chân hỏa làm công, kim đan làm than củi, khí huyết làm đồng. Lấy thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết xem như là chân ý, lấy nhục thân xem như là lô đỉnh, lấy chân hỏa xem như là động lực, kim đan xem như là nguyên vật liệu, muốn dung luyện ra một cỗ nhục thân thiên hạ vô song. Nhưng cùng lúc đó, thống khổ do tam vị chân hỏa mang tới cũng càng trở nên kịch liệt. Hơn nữa loại đau nhức này là không có cách nào trừ khử, không chỉ có tác dụng với nhục thân, còn có tác dụng với nguyên thần, khiến cho Trần Khuynh Địch căn bản là không có cách nào chống cự. À, hai con người trở nên trống rỗng, vô tận quyền ý tràn ngập ở trong hai mắt của Trần Khuynh Địch, mà đồng thời, 720 cái khiếu huyệt trên toàn thân của hắn đều đang chấn động, phẳng phất như 720 miệng suối phun, liên tục phun thần lực ra, cột rửa nhục thể của hắn thậm chí là còn dung nhập với rất nhiều linh dược, huyết nhục, đan dược bao phủ thân thể của hắn, hình thành một quả kim đan hình người vàng óng. Mà ở chung quanh kim đan hình người, trên cùng chính là một đôi phủ văn thiết quyền, tiếp theo là một chuôi tiên nhân kiếm, còn có rất nhiều ký hiệu hình tượng đao thương côn kiếm, vần quanh kim đan chiếu rọi lẫn nhau. Cuối cùng dung nhập toàn bộ vào trong kim đan, sau khi những ký hiệu này dung nhập vào, khí tức của kim đan cũng càng trở nên cường thịnh, ẩn ẩn phát tán ra đan hương, lòng hổ hội tụ, âm dương kết hợp. Quanh! Lại là một tiếng nổ vang, vang dội hơn phân nửa chiến trường, cho dù là hợp đạo tôn giả cũng cảm thấy nhịp tim trì trệ, mà sắc mặt của võ giả có tu vi yếu càng là trực tiếp trở nên trắng nhợt. Bị tiếng nổ vang này chấn động đến mức thổ huyết lui lại, ngay cả đám người thái tử Hoành Dương đang kịch chiến với bốn vị lão nhân thuần Dương Cung cũng đều phải ngừng lại. Đồng! 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 Tiếng tim đập trầm trọng liên tiếp vang lên, truyền ra từ trong tim đan, ngày tiếp theo đại địa cũng đều đập theo nhịp tim thành công rồi sao, bốn vị lão nhân thuần dương cung lộ ra thần sắc vui vẻ, mong đợi nhìn kim đan hình người, mà đám người thái tử Hoành Dương thì lại lộ ra thần sắc khó coi. Nhất là thái tử Hoành Dương, sắc mặt càng là trở nên hết sức tái nhợt, thật vất vả mới xuất quan, càng là chiếm được nhiệm vụ quan trọng từ phụ hoàng, vốn dĩ muốn đến nơi này rửa sạch nhục nhã, kết quả không nghĩ tới ngược lại còn bị địch nhân của bản thân vượt qua. Rõ ràng là vào lần gặp mặt thứ nhất, cảnh giới của Trần Khuynh Địch còn không bằng bản thân hắn, trong nháy mắt đối phương thế mà lại đột phá đến võ đạo tông sư nhanh hơn hắn thật sự là vô cùng nhục nhã thái tử hoành dương khẽ cắn môi cưỡng ép đè nén sự cuồng nộ ở trong lòng yên lặng nước mắt ra hiệu cho tàu công công mà cùng lúc đó thời gian dần trôi qua tiếng tim đập trầm trọng dần dần trở nên nhỏ đi sau đó chậm rãi biến mất chỉ nghe một tiếng rắc ở trên kim đàn hình người to lớn liền xuất hiện một đạo vết dạn mà mắt trần có thể nhìn thấy theo đó là âm thanh máu tươi chảy xiết như sông lớn còn có tiếng hít thở giống như cuồng phong gào thét. Thành công rồi, thần sắc của đám người thuần dương cũng biến đổi, bọn hắn biết rõ, lần này hẳn là đã thành công. Quanh. Kim đàn vỡ vụn, lộ ra một tòa lô đỉnh trắng đen thật to, sau đó lô đỉnh bị xúc lên, âm dương chi khí nổ vang, Trần Khuynh Địch trực tiếp đi ra từ bên trong, không có khí tức võ đạo tông sư, cũng không có bất kỳ sự hiển hóa nào của cương khí, nguyên thần, huyết khí, nhìn qua phẳng phất như là một người bình thường vậy da thịt giống như là mỹ ngọc được thượng thiên điêu khắc không có một chút tì vết thân thể có lồi có lõm tràn đầy lực lượng mỹ cảm vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền có thể hấp dẫn lực chú ý của mọi người cái cảnh tượng này khiến cho một phần nhỏ tiểu sư muội xấu hổ che mắt đồng thời trợn hai mắt to khả ái nhìn lén từ giữa ngón tay còn mấy ông lão thì vội vã cuống cuồng tiến lên mà hỏi đã đột phá rồi Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, lộ ra sắc mặt đỏ bừng lấy ra một bộ quần áo mới từ trong túi chữ vật mặc vào, sau đó vô thức sờ lên mái tóc dài đến eo của bản thân. Trần Khuynh Địch, những nơi giờ qua, bóng loáng êm dịu, hoàn mỹ không có một chút tỉ vết, còn mẹ nó. Tóc của ta đâu? Sờ lấy đỉnh đầu bóng loáng mượt mà của bản thân, Trần Khuynh Địch thở dài thật sâu. Cặp quỷ, chuyện này không giống như ở trong tiểu thuyết, rõ ràng là vào thời điểm đột phá thuế biến trong tiểu thuyết, mái tóc hẳn là sẽ thuế biến cùng một chỗ mới đúng kết quả là đến phiên hắn mới bị tam vị chân hòa thiêu đốt qua một lần thế mà mái tóc đã bị đốt sạch rồi thực sự là không biết phải nói gì bất quá sau này tóc hẳn là sẽ còn mọc ra lắc đầu trần khuynh địch không còn xoắn suýt về vấn đề tóc tai mà hướng ánh mắt nhìn về phía bốn người thái tử hoành dương chỉ thấy hắn nhích miệng cười một tiếng hỏi các ngươi muốn chết như thế nào Thái tử Hoành Dương hừ lạnh một tiếng, con ngươi đảo một vòng, chật lộ ra thần sắc tàn nhẫn và quyết tuyệt, nói. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ mọi người đều ở chung trên một con thuyền, chỉ có thể liều mạng cùng nhau, bộc phát toàn lực, như vậy mới có hy vọng xông ra khỏi nơi đây. Nếu không thì tất cả chúng ta sẽ phải tán thân ở nơi này. Thái tử Điện Hạ, Lão Nô Nguyện xông pha khói lửa vì Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ. Thấy thái tử Hoành Xương hào sảng như vậy, càng là sau khi nhìn thấy bộ dáng mắt hổ dưng dưng của Tào Công công, Gia La cùng với Sùng Minh cũng lộ ra mấy phần cảm động, kiên định gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền dứt khoát liều một phen. Chúng ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không phải là không còn gì khác. Tốt, vậy hôm nay chúng ta liền đồng tâm hiệp lực một lần ha 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 vừa dứt lời bốn người liền chủ động triển khai trận hình sùng minh cùng với gia la có tu vi yếu hơn thì trực tiếp đứng ở phía trước nhất tất cả mọi người đều là võ giả có kinh nghiệm giang hồ phong phú mặc dù trước kia cơ hồ là chưa từng gặp mặt nhau nhưng bây giờ ở dưới loại tình huống này tất cả mọi người đều rõ ràng nhất định phải để cho võ giả tương đối yếu lao lên phía trước tiến hành tiêu hao thực lực của địch nhân sau đó lại đến võ giả có thực lực mạnh hơn giải quyết dứt khoát mà ở trong bốn người người mạnh nhất không hề nghi ngờ chính là thái tử hoành dương cùng với tào công công hai người đều xuất thân từ đại chu tự nhiên là có thực lực mạnh hơn sùng minh xuất thân từ giã lộ còn có gia la thân làm gián điệp gia la cùng với sùng minh cũng hiểu rõ điểm này vì vậy mới chủ động đứng ra phía trước hai mắt của sùng minh đỏ như máu là người đầu tiên phát động tiến công trên thực tế ở bên trong tất cả mọi người ở đây sùng minh mới là người hận trần khuynh địch nhất không nói đến những cái khác bây giờ đại đa số người đang bị đệ tử thuần dương cung đồ sát toàn bộ đều là đệ tử nhật nguyệt đàn của hắn kết quả là hiện tại chỉ sợ cho dù là một người cũng không thể trốn thoát được làm sao có thể không khiến cho hắn căm hận cho nên ở trong sống chết trước mắt sùng minh cũng là vô cùng tàn nhẫn đối với bản thân một chỉ cắt qua lòng bàn tay máu tươi điên cuồng tuôn ra sau đó dung hợp cùng với cương khí của sùng minh hóa thành một cái hồ nước lan tràn ra mà ở trên hồ nước có một vòng nhật nguyệt chậm rãi dâng lên, rõ ràng là kỳ cảnh thiên địa mà chỉ có thể thấy được ở nhật nguyệt hồ ngày xưa. Đây chính là võ học mạnh nhất mà Sùng Minh nắm giữ, là bí thuật do lão tổ khai sáng nhật nguyệt đàn ngày xưa sáng tạo ra, tái hiện lại kỳ cảnh thiên địa nguy nga kia, mượn nhờ lực lượng thiên địa để trấn áp địch thủ. Cho dù là bốn vị lão nhân xuất thân từ thuần dương cung, sau khi nhìn thấy một màn như vậy cũng đều âm thầm cảm khái. Giang Sơn đời nào cũng sinh ra tài tử. Không nói đến những cái khác, chỉ là một chiêu này của Sùng Minh, ở trong bốn vị lão nhân ở đây cũng không có ai làm nắm chắc đỡ được, dù sao thì bọn họ cũng đều là lão nhân đời trước, còn là một loại không có thiên phú gì. Bây giờ xem như là võ đạo tông sư, khí huyết cũng đã suy bại không ít, đã không còn ở trong thời kỳ bình phong. Mà đàn chủ nhật nguyệt đàn lại chính là tráng niên, lại còn thiêu đốt tinh huyết để hiểu mạng, cho nên uy lực của một kích này tuyệt đối là vượt qua phần lớn võ đạo tông sư nếu lần này thật sự để cho hắn chạy thoát chỉ sợ là sau này sẽ trở thành một mối tai họa không nhỏ mọi người hãy chuẩn bị bốn người chúng ta cùng nhau xuất thủ ngăn cản một chiêu này cho dù là bị thương cũng phải cản cho được không sai tuyệt đối không nên cậy mạnh đối phương đã bắt đầu liều mạng chỉ cần cản lại có sự phối hợp của khuynh địch bọn họ nhất định sẽ không phải là đối thủ của chúng ta không đợi bốn vị lão nhân nói xong đột nhiên một cỗ ba động tinh thần kinh khủng liền cuốn tới từ trong cõi u minh cũng không phải là nhằm vào bọn họ nhưng phảng phất như là không có chỗ nào không có ánh sáng vậy rộng rãi bá đạo nóng bỏng trong nháy mắt liền vượt qua bốn người bọn họ ngăn cản ở trước mặt của sùng minh đi theo cỗ ba động tinh thần này còn có một đạo thân ảnh trẻ tuổi thon dài đó là trần khuynh địch một giây sau ở dưới ánh mắt rung động của bốn vị lão nhân trần khuynh địch trực tiếp đấm ra một quyền Quanh. Bầu trời nổ tung, chỉ thấy 720 khiếu huyệt trên toàn thân của Trần Khuynh Địch nổ vang, từng đạo từng đạo thần quang phun ra ngoài từ đó, gương kết ở trên đỉnh đầu của hắn, hình thành một tòa bảo tháp chín tầng tàn ra ánh vàng vạn trượng, ở trên bảo tháp còn chảy xuôi tam vị chân hòa màu lưu ly để lộ ra một cỗ ý cảnh phá hết mọi thứ, vô lượng quang minh tháp đây là công pháp bản mệnh của Trần Khuynh Địch biến thành, thôi động từ quyền ý của hắn, tăng thêm tam vị chân hòa đã được khống chế, lúc này mới hiển hóa ra bên ngoài, phẳng phất như một tòa bảo tháp chân chính đứng ở trong hư không, được quyền ý gia trì, vô số phủ văn rơi lên trên thân thể của Trần Khuynh Địch, lộ ra ánh sáng vàng óng. Quyền kinh ở dưới sự thúc giục của Trần Khuynh Địch, vô lượng quang minh tháp xoay tròn, dính liền vào một chỗ với thiết quyền của Trần Khuynh Địch, phẳng phất như một vầng mặt trời trực tiếp vọt vào bên trong nhật nguyệt hồ do sùng minh đánh ra những nơi đi qua nước hồ bốc hơi nhật nguyệt vẫn lạc giữa trời căn bản là không ngăn cản được phong mang lộ ra từ một quyền này của trần khuynh địch mà sau khi sống qua nhật nguyệt hồ lại đón nhận một kích toàn lực của gia la gia la đồng dạng cũng là thiêu đốt tinh huyết trực tiếp đốt lên thánh hỏa hóa thành pháp ấn giống như một tòa núi nhỏ đập lên trên đầu của trần khuynh địch còn trần khuynh địch thì trực tiếp dựng thẳng thiết quyền hung hăng và chạm pháp ấn không kiên trì nổi ba lần hít thở, liền nổ ầm ầm ở dưới một quyền của Trần Khuynh Địch. Một đòn liều mạng của hai vị võ đạo tông sư, ngay cả một quyền của Trần Khuynh Địch cũng đều không ngăn được. Bốn vị trưởng lão, ngày mới vừa rồi, bọn họ còn đang kinh hãi về việc Trần Khuynh Địch xuất thủ một mình, cảm thấy hắn quá mức khinh thường đối thủ, liền vội vàng muốn tiến lên giúp đỡ. Sau đó một giây sau, Trần Khuynh Địch liền dùng một quyền thu hoạch thắng lợi, thậm chí là nhìn cái bộ dáng kia của hắn rõ ràng là còn chưa hề sử dụng toàn lực thần sắc cũng vô cùng thản nhiên cái này chỉ có thể nói không hổ là nghĩa tử của tông chủ hay sao ánh mắt của tông chủ vẫn là rất tốt nhưng cái này cũng quá khoa trương thật sự là bốn vị lão nhân trấn kinh trật lộ ra mấy phần cười khổ trong ánh mắt nhìn về phía trần khuynh địch càng là nhiều thêm mấy phần kính ý thần làm lão tiền bối của thuần dương cung bọn họ đối với trần khuynh địch trước đó càng nhiều hơn là một loại cảm giác trưởng bối đối với vãn bối nhưng mà bây giờ trong ánh mắt của bọn họ đã có thêm mấy phần tán thành hơn so với trước đó tán thành người tuổi trẻ trước mắt này chính là trưởng giáo thuần dương cung đời sau mà thái hoa tiên nhân khẳng định đương nhiên là vào lúc này trần khuynh địch hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt của trưởng bối nhà mình sau khi đánh bại gia la cùng với sùng minh ánh mắt của trần khuynh địch trực tiếp rơi lên trên người của thái tử hoành dương và tào công công còn chưa xuất thủ mà thái tử hoành dương cùng với tào công công thì là trần khuynh địch lần này tính là người thắng nhưng cũng chưa đắc ý lần gặp mặt tiếp theo ta cũng sẽ đột phá thành võ đạo tông sư đến lúc đó chúng ta lại quyết phân thắng bại cái gì phạt ra tiếng kinh sợ không phải là trần khuynh địch mà là gia la cùng với sùng minh mà đối với ánh mắt của hai người bọn hắn thái tử hoành dương cũng chỉ mỉm cười nói Cảm tạ hai vị, không có các ngươi ta cũng sẽ không có thời gian kích hoạt kim bài miễn tử, xem như báo đáp, sau khi trở về ta nhất định sẽ đốt vàng mã cho hai vị. Sau đó Thái tử Hoành Sương liền chắp tay nói, các vị đã không cứu được nữa rồi, hãy chờ chết đi, xin cáo từ. Tào Công Công cũng khẽ gật đầu nói, Thái tử nói rất đúng, đã không thể cứu nổi, xin cáo từ. Vừa dứt lời, một vệt kim quang liền bắn ra từ trong ngực của Thái tử Hoành Sương, sau đó xuyên thủng hư không, mang cả hắn lẫn Tào Công Công đi nhìn về phía địa phương thái tử hoành dương cùng với tào công công biến mất trần khuynh địch không nói nên lời sau đó lại nhìn về phía sùng minh cùng với gia la đã bị hắn đánh cho mình đầy thương tích miệng phun máu tươi có biết rõ vì sao các ngươi lại thất bại không ta thật sự là cảm thấy bi ai cho các ngươi lời nói của trần khuynh địch vừa cay nghiệt lại bén nhọn tăng thêm thần sắc khinh bỉ của hắn sùng minh cùng với gia la lập tức giận điên người còn mắt đào một vòng trực tiếp ngã hôn mê bất tỉnh tại chỗ thấy vậy trần khuynh địch lại khinh bỉ thêm một trận sau đó nói với chư vị đệ tử thuần dương cung còn có các trưởng lão. trói bọn hắn lại, đợi bọn hắn tỉnh lại rồi tiến hành thẩm vấn. Không phát giác ra được thái độ cung kính của đám người thuần dương cung, Trần Khuynh Địch trực tiếp nhanh chân đi đến phía trên trầm ngọc cốc, nhìn xuống quan âm ngàn tay ngàn mắt có Phật quang lượn quanh kia. Điều như hắn đoán không lầm, các nàng Trần Tiêm Tiêm có thể chạy thoát ở trong tay của đám người thái tử Hoành Dương, phải có hơn phân nửa công lao của huyền Lưu Ly. Lấy thực lực chân nhân bảng hàng đầu của nàng, tăng thêm nội tình Phật môn mới có thể làm đến mức này. Xuất phát từ điểm này, Trần Khuynh Địch cảm thấy vị Huyền Lưu Ly này mặc dù không thể nói lý giống như Tần Kiền Hoàng, nhưng so với Tần Kiền Hoàng lại mạnh hơn nhiều.